Luân xa có thật không? Và các phương pháp hành thiền để khai mở luân xa để đạt được các năng lực thần thông có phải là lừa đảo không thưa sư? Thưa với quý vị, về cái vấn đề luân xa thì sư phải thành thật trả lời là sư không biết, bởi vì sư không có thực hành. Mà tại sao sư không tìm hiểu luân xa? Là bởi vì thiền ngoại đạo rất là nhiều, trong khi đó thiền tứ niệm xứ mình lo mình hành muốn chết còn chưa xong. Đó. Thành ra là phải nói là sư cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu về các cái phương pháp ngoài chánh pháp. Khi trước khi sư đi xuất gia đó, thì sư có đi tìm hiểu về rất nhiều những tông môn. Nhưng mà tông môn đó chỉ giới hạn trong Phật giáo thôi, mang cái danh Phật giáo thôi. Chứ còn mà ngoài ra nữa thì phải nói là rất là nhiều, mà sư thì không có thời gian. Thành ra là cái chủ trương của sư á, mình đi là mình đi cho đúng, rồi mình đi thẳng, mình đi tới nơi. Mình đừng có để mất quá nhiều thời gian cho những cái việc không cần thiết. Chính bởi vì như vậy thì sư không có tìm hiểu thiền luân xa. Bởi vì thiền ngoại đạo có hằng hà sa số, có rất là nhiều. Mà bây giờ mình mỗi lần mỗi cái mình tìm hiểu thì biết bao giờ mới xong. Nhưng mà như vậy, sư trong cái việc là hướng dẫn thiền á, nó có hai sự kiện. Sự kiện đầu tiên là những người mà thiền luân xa đó, thì khi sư hướng dẫn họ tứ niệm xứ nó rất là cực. Thậm chí là thiền chỉ cũng vậy, nó rất là cực. Bởi vì đó, họ phải loại bỏ cái thói quen cũ để mà thực hành đúng chánh pháp. Họ phải loại bỏ cái thói quen cũ của họ. Nó rất là cực, rất là khó. Và thậm chí nó có thể đưa họ đến cái chuyện tẩu hỏa nhập ma. Và nó khó vô cùng. Nó giống như một cái kiểu là một cái người thà chưa biết gì ấy, mình vô mình dạy nó dễ. Mà sư xin thưa nha, ngay cả những cái người hành thiền sai cách, sư sửa cũng không khó bằng cái người mà hành luân xa sau đó vô để mà sư hướng dẫn. Cái mức độ và khó khăn để mà quay về đúng với chánh pháp nó rất là khó. Và cái thứ hai á, là có lẽ là trùng hợp, nhưng mà sư biết một vài trường hợp là thiền luân xa bị điên. Sư không biết là họ thiền đúng hay thiền sai, nhưng mà nó đi đến cái kết quả là họ bị điên loạn. Cho nên là sư không có ủng hộ, sư không khuyến khích mình tìm hiểu và mình thực hành. Tại vì nếu như mình có lỡ thực hành á, sau này mình đi theo chánh pháp phải nói là nó cực thân mình vô cùng nha. Và không biết vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái kinh nghiệm gì hay không? Xin thưa đức, xin thưa quý vị, cái này cái sư cũng thú thật luôn, nói thật luôn là cái vấn đề luân xa thì sư cũng không chưa nghiên cứu qua luôn, cũng nghe nghe thôi, thực sự hoàn toàn chưa nghiên cứu qua, cũng không biết cụ thể thế nào, cho nên là đã không biết thì sư cũng không dám làm bàn, để nếu mà làm bàn thì nó đôi khi nó đi xa quá vấn đề. Thì cũng dạ, cũng đức, cũng để đức sư hành tệ cũng hoan hỷ cho, cũng xin lướt qua câu hỏi này. Dạ vâng.